mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Vào tòa nhà đòi Capitol để phản đối chiến sự Israel-Hamas. Hàng trăm người biểu tình tại đồi Capitol vào tòa nhà văn phòng Hạ viện Mỹ để phản đối chiến sự Israel-Hamas. Đám đông biểu tình ngày 18 tháng 10 mặc áo phông đen in dòng chữ "Người Do Thái muốn ngừng bắn ngay bây giờ và họ không nhân danh chúng tôi". Họ tập trung tại một tòa nhà văn phòng Hạ viện Mỹ, ngồi trên sàn cùng nhau vỗ tay và hát. Cuộc biểu tình do nhóm Tiếng Nói Người Do Thái Vì Hòa Bình tổ chức. Đây là nhóm người Do Thái ở Mỹ phản đối Israel vì cho rằng người Palestine bị đối xử bất công. Người biểu tình dương cao các biểu ngữ như ngừng bắn, hãy để Gaza sống. Đám đông kêu gọi các nghị sĩ Mỹ và chính quyền Tổng thống Joe Biden thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở dãy Gaza. Cảnh sát đồi Capitol cho biết những người này tiến vào khu vực một cách hợp pháp, thông qua các trạm kiểm soát an ninh dành cho khách tham quan và được phép tụ tập. Tuy nhiên, người dân không được phép biểu tình bên trong tòa nhà. Chúng tôi đã yêu cầu người biểu tình dừng lại. Chúng tôi đã bắt những người không tuân thủ yêu cầu, tài khoản X của cảnh sát đồi Capitol đăng thông báo. Giới chức ước tính khoảng 300 người bị bắt. Trước cuộc biểu tình, hàng trăm người đã tụ tập ở quảng trường quốc gia gần tòa nhà Quốc hội Mỹ để kêu gọi chính quyền Biden thúc giục lệnh ngừng bắn. Tổng thống Biden là người duy nhất có thể gây áp lực lên Israel và ông ấy cần dùng quyền lực của mình để cứu những sinh mạng vô tội. Hannah Lawendis, 32 tuổi, đến từ Vermont, nói: chưa có thông tin về thương vong hay bạo lực liên quan cuộc biểu tình trong đồi Capitol. Sau khi nổ ra xung đột Hamas-Israel hôm 7 tháng 10, gần 3.500 người đã thiệt mạng ở dãy Gaza. Sau hơn 10 ngày sống trong cảnh bị phong tỏa, thiếu nhu yếu phẩm, người dân dãy Gaza có thể sắp được tiếp cận nước, thực phẩm, thuốc men khi Israel hôm 18 tháng 10 thông báo cho phép hàng viện trợ vào dãy Gaza từ Ai Cập. Kế tiếp, Hezbollah tập kích tiền đồn, phóng rocket vào Israel. Hezbollah phóng nhiều rocket và tập kích các tiền đồn biên giới ở Israel, khiến quân đội nước này triển khai pháo binh, xe tăng cùng UAV đáp trả. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF ngày 18 tháng 10 ghi nhận 9 rocket phóng từ Lebanon khiến một thành phố và các khu dân cư gần biên giới phát cảnh báo không kích. 4 quả rocket trong số này bị tổ hợp phòng không vòm sắt bắn hạ, một quả rơi xuống khu vực ngoại ô và không gây thương vong hay thiệt hại. Một số tên lửa phóng từ Lebanon nhằm vào khu vực tranh chấp Seba, nơi có một số tiền đồn của Israel. IDF triển khai máy bay không người lái UAV tập kích vị trí khai hỏa súng cối trong lãnh thổ Lebanon, pháo kích vị trí phóng tên lửa và nổ súng ở bên kia biên giới và tập kích nhiều vị trí của Hezbollah. Nhóm Hezbollah cùng ngày tuyên bố đã phóng một số tên lửa và tập kích nhiều tiền đồn của Israel gần biên giới. Các tay súng của nhóm tiếp tục bắn camera và thiết bị giám sát mà Israel lắp đặt. Hezbollah cho biết hai thành viên của nhóm thiệt mạng khi đang thực hiện jihad, song không nêu chi tiết về vị trí. Đây là loạt đụng độ mới nhất giữa Hezbollah và Israel tại khu vực biên giới trong những ngày qua. Tổng cộng 5 binh sĩ Israel, 13 thành viên Hezbollah và 5 tay súng Palestine thiệt mạng sau đợt tấn công phối hợp của Hamas ngày 7 tháng 10. Các đợt tập kích của Hezbollah diễn ra trong bối cảnh Israel đang tấn công dãy Gaza để đáp trả chiến dịch của Hamas. Hezbollah tuyên bố sẽ chuẩn bị đầy đủ để tham gia cùng nhóm Hamas trong chiến dịch nhằm vào Israel khi tới thời điểm thích hợp. Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Hezi Haveli, ngày 7 tháng 10 cảnh báo Hezbollah sẽ bị hủy diệt nếu phạm sai lầm. Bộ phòng Israel và IDF đang sơ tán dân thường sống tại các khu dân cư cách biên giới với Lebanon 2 km sau khi Hezbollah và các nhóm vũ trang khác nhiều lần phóng tên lửa hoặc rocket vào khu vực. Bản tin tiếp theo, loạt lính Mỹ bị thương trong vụ UAV tập kích căn cứ ở Iraq. Một số lính Mỹ bị thương nghi chấn động não trong vụ nổ tại căn cứ Al-Asad ở Iraq, dù phòng không đã bắn hạ được 2 UAV tự sát. Các quan chức Mỹ giấu tên hôm 18 tháng 10 cho biết
máy bay không người lái UAV tự sát đã gây thiệt hại trong cuộc tấn công rạng sáng cùng ngày nhằm vào căn cứ Al-Assad và Al-Hari tại Iraq, nơi có nhiều lính Mỹ đóng quân. Cuộc tập kích đầu tiên diễn ra khi UAV tự sát tiếp cận căn cứ Al-Assad gần thủ đô Baghdad. Cả hai phi cơ đều bị bắn hạ, nhưng một trong số đó phát nổ, gây thiệt hại khí tài và làm nhiều lính Mỹ bị thương nhẹ. Một số người đang được kiểm tra y tế do nghi bị chấn thương não. Sự việc được hai quan chức Mỹ tiết lộ trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin lính Mỹ bị thương và khí tài hư hại. Vụ tấn công thứ hai nhằm vào sân bay Al-Hari gần thành phố Erbil ở miền bắc Iraq. Cơ quan an ninh địa phương nói rằng UAV tự sát rơi xuống khu vực sa mạc gần làng Baghdad, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Các quan chức từ chối nêu nhận định về các nguồn gốc UAV và lực lượng triển khai chúng. Sự việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường cảnh giác với những nhóm dân quân thân Iran tại Trung Đông. Giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang như xung đột Israel-Hamas, Bộ phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin. Al-Assad là một trong những căn cứ chủ chốt của Liên quân chống lại nước Hồi giáo IS tự xưng do Mỹ dẫn đầu, cũng là một trong hai mục tiêu từng bị Iran tập kích bằng tên lửa đạn đạo hồi năm 2020. Al-Hari là nơi đóng quân của nhiều loại máy bay hiện đại thuộc lục quân và bộ tư lệnh đặc nhiệm không quân Mỹ. Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003 để lật đổ tổng thống Saddam Hussein. Sau đó rút hoàn toàn lực lượng khỏi Iraq vào tháng 12 năm 2011 theo lệnh của tổng thống Barack Obama, nhưng quay lại từ năm 2014 để chống IS theo đề nghị của Baghdad. Dù IS đã bị đánh bại, Mỹ vẫn duy trì hàng nghìn binh sĩ đồn trú tại Iraq để huấn luyện và hỗ trợ quân đội nước này ngăn phiến quân trỗi dậy. Các cơ sở và lực lượng Mỹ tại Iraq từng nhiều lần bị tập kích bằng rocket những năm qua. Mỹ cáo buộc lực lượng dân quân thân Iran đứng sau các vụ tấn công này và nhiều lần không kích đáp trả. Mỹ có thể đã ngăn Israel mở chiến dịch chống Hezbollah. Mỹ bí mật khuyến cáo Israel không mở chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon do lo ngại chiến sự lan rộng, theo quan chức giấu tên. Stars of Israel hôm 18 tháng 10 dẫn lời hai quan chức giấu tên am hiểu vấn đề nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần khuyến cáo Tel Aviv không tấn công nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Trong bối cảnh, Mỹ tìm cách ngăn cản xung đột Israel-Hamas lan rộng ra ngoài nghỉ Gaza. Mỹ hiểu Israel phải đáp trả những vụ tập kích ngày càng gia tăng ở biên giới phía Bắc do Hezbollah tiến hành. Tuy nhiên, cường độ tấn công từ Lebanon và vì Israel không thể ngăn chặn chiến dịch của Hamas ngày 7 tháng 10, khiến hai bên tăng cường thảo luận về vấn đề Israel có nên mở mặt trận mới để giành lợi thế trước Hezbollah hay không, một người nói. Những cuộc đối thoại này khiến Washington lo ngại, vì lúc Mỹ liên tục cảnh báo Hezbollah và Iran không tấn công Israel từ phía Bắc. Mỹ nhấn mạnh Israel phải cẩn trọng khi đáp trả những cuộc tập kích của Hezbollah do mọi sai lầm của quân đội Israel tại Lebanon có thể dẫn tới cuộc chiến lớn hơn nhiều. Chính quyền Biden nói rằng quân đội Mỹ sẽ cùng tham chiến với Israel nếu Hezbollah phát động cuộc chiến nhằm vào nước này, một quan chức nói thêm. Nhiều vụ đụng độ xuyên biên giới Israel-Lebanon nổ ra sau cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas ngày 7 tháng 10. Giao tranh khiến 5 binh sĩ và 1 dân thường thiệt mạng tại Israel. Hezbollah và các nhóm vũ trang đồng minh mất 18 tay súng, 2 dân thường và 1 phóng viên tại Lebanon cũng thiệt mạng trong những vụ pháo kích đáp trả của Israel. Bộ phòng Israel đã điều lực lượng tăng cường cho khu vực miền bắc Israel để đánh phó khả năng Hezbollah mở mặt trận thứ hai. Hezbollah ngày 13 tháng 10 thông báo sẽ chuẩn bị đầy đủ tham gia cùng đồng minh Hamas đối phó với Israel khi thời cơ đã đến. Hezbollah ngày 16 tháng 10 thông báo các xạ thủ bắn tỉa của nhóm phá hủy camera giám sát được Israel đặt tại 5 điểm trên biên giới với Lebanon. Hoạt động này được nhận định nhằm ngăn chặn quân đội Israel theo dõi hoạt động chuyển quân tại khu vực giáp biên của Lebanon. Loạt vụ đụng độ khiến nhiều bên lo ngại xung đột giữa nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn và quân đội Israel sẽ leo thang. Giới chức Israel ngày 16 tháng 10 thông báo sơ tán hàng nghìn cư dân tại khu vực sáng biên giới với Lebanon. Mỹ đang triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng 2.000 lính thủy đánh bộ phản ứng nhanh và nhiều tiêm kích hiện đại gần Israel để răn đe với các đối thủ không khu vực. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ,
không mất thời giờ cả nhà nữa. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ý, Nhật, Hàn sắp lần đầu diễn tập không quân chung. Hàn Quốc dự kiến lần đầu diễn tập không quân chung với Mỹ và Nhật cuối tuần này trong nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh ba bên. Truyền thông Hàn Quốc hôm nay dẫn nguồn tin cho biết cuộc diễn tập không quân chung ba bên dự kiến diễn ra ngày 22 tháng 10. Cuộc diễn tập sẽ có nội dung bay theo đội hình, trong đó tiêm kích ba nước hộ tống quân tạc cơ B-52. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn thân nguồn thạo tin cho hay. Quân tạc cơ chiến lược B-52 Mỹ hạ cánh xuống Hàn Quốc ngày 17 tháng 10. Đây là lần đầu tiên B-52 Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân Hàn Quốc. Mỹ nhiều lần triển khai quân tạc cơ B-52, một trong những loại khí tài chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân của nước này, bay qua khu vực bán đảo Triều Tiên để tham gia diễn tập chung với Hàn Quốc, nhưng chưa từng đáp xuống lãnh thổ nước này. Trong phiên điều trần trước Quốc hội tuần trước, Đại tướng Kim Song-kyun, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, thông báo kế hoạch tổ chức các đợt diễn tập chung với Mỹ và Nhật Bản trong khuôn khổ nỗ lực hỗ trợ phối hợp an ninh ba bên. Động thái trên diễn ra sau khi lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác an ninh nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân, tên lửa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên sau hội nghị tại trại David hồi tháng 8. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang do các bên gia tăng hoạt động quân sự trong khu vực. Quân đội Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản gần đây tổ chức diễn tập ngăn tiếp cận trên biển tại khu vực phía nam bán đảo Triều Tiên. Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ cùng các chiến hạm hộ tống cập cảng Busan, Hàn Quốc ngày 12 tháng 10 để tham gia diễn tập chung với đồng minh nhằm phô trương lực lượng trước thời Triều Tiên. Triều Tiên sau đó chỉ trích chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ, gọi đây là hành vi khiêu khích quân sự trắng trợn, đẩy tình hình leo thang thành tình huống thảm khốc, đồng thời cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân đã cận kề. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới, sẽ được nhiều nữa ủng hộ của quý khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.